Ba loại quả phổ biến không chỉ ngon, đẹp mà còn được ví là siêu mỹ phẩm cho mùa đông. Mỹ phẩm tốt nhất cho làn da chính là bữa ăn uống của bạn. Đây là ba loại trái cây giúp bạn ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp hiệu quả trong suốt mùa đông. Đừng bỏ qua dù bạn còn trẻ. Kiwi. Kiwi rất giàu carbohydrate, chất xơ, vitamin và các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vitamin C, vitamin A và acid folic. Dâu tây. Dâu tây rất giàu vitamin C và các cơ quan chức năng. Hoa Kỳ liệt kê dâu tây là một trong 10 loại thực phẩm làm đẹp hàng đầu. Theo nghiên cứu, phụ nữ thường xuyên ăn dâu tây có tác dụng tốt đối với sức khỏe của cả làn da và mái tóc. Chanh. Nước chanh rất giàu vitamin C, có nhiều chức năng đặc biệt như cải thiện khả năng miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen và ngăn ngừa phát sinh các sắc tố. Ngoài ra, chanh còn chứa một lượng chất xơ nhất định,